đến với Ba Lòng, ai cũng biết đây là chiến khu cách mạng của tỉnh trước đây đã đi vào lịch sử, đấu tranh chống thực dân đế quốc của dân tộc với những chiến công hiển hách, oanh liệt. Trường tiểu học Ba Lòng cũng ra đời trong hoàn cảnh đất nước thực hiện cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành. Trong đó, bộ máy của nhà trường cũng có nhiều thay đổi, như biết bao thế hệ thầy cô giáo, nhà trường đã hết lòng vì học sinh thân yêu mà đưa nhà trường không ngừng phát triển về quy mô mạng lưới, trường lớp cũng như chất lượng giáo dục. Đến hôm nay, trường tiểu học Ba Lòng đã thay ra đổi thịt từng ngày, cơ sở vật chất của nhà trường đã không ngừng cải thiện và phát triển, đặc biệt là trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn. Cùng với tinh thần đó, năm học 2008-2009, toàn ngành giáo dục nói chung và trường tiểu học Ba Lòng nói riêng đã quyết tâm thực hiện chỉ thị số 40/2008 ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, đồng thời thực hiện hướng dẫn số 958 ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Trị về việc hướng dẫn thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và xây dựng nếp sống văn hóa học đường trong các trường phổ thông, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực là phong trào thi đua do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động từ năm học 2008-2009. Đây là phong trào thi đua nhằm phát triển toàn diện, trong đó mối quan hệ, cách ứng xử, kỹ năng sống của các thành viên trong nhà trường rất quan trọng. Xây dựng văn hóa học đường sẽ góp phần tích cực trong việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, đồng thời góp phần củng cố hệ thống các giá trị của nhà trường, hoàn thành sứ mệnh của chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn năm 2000-2020. Mục tiêu xây dựng văn hóa học đường và giáo dục kỹ năng sống làm cho tất cả cán bộ, giáo viên và học sinh hiểu biết khái niệm về văn hóa học đường, tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa học đường, biết cách thức tổ chức và giáo dục kỹ năng sống, phát truyền thống nhà trường để đẩy mạnh việc xây dựng văn hóa học đường, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, góp phần củng cố vững chắc trong phong trào thi đua trường học thân thiện, học sinh tích cực và xây dựng hệ thống các giá trị của nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, trường tiểu học Ba Lòng dần dần khẳng định được vị thế của mình và gặt hái được nhiều thành quả đáng trân trọng. Nhà trường đang từng bước phấn đấu xây dựng trường học điểm chất lượng cao của ngành giáo dục huyện nhà. Mái trường thân yêu là chiếc nôi nuôi dưỡng nhiều thế hệ học sinh có phẩm chất cao, có phẩm chất đạo đức, có tri thức, có lòng nhiệt tình với lương tâm trách nhiệm cao, tiếp tục học tập, làm việc và cống hiến trên khắp mọi miền đất nước, đã đang làm rạng rỡ mái trường quê hương, mang lại niềm vinh dự, tự hào, là động lực để chúng em phấn đấu vươn lên. Hôm nay đến thăm và dâng hương khu di tích, em thấy có nhiều hình ảnh và truyền thống hào hùng của quân đoàn 2. Vì vậy em xin hứa em sẽ cố gắng học giỏi để biết ơn những anh hùng đã hy sinh vì tổ quốc. Thực hiện sự chỉ đạo của ngành nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, bản thân tôi phụ trách hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đã chủ động xây dựng kế hoạch theo chủ đề chủ điểm, tổ chức các hoạt động sôi nổi thu hút các em tham gia tích cực các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, trong đó đặc biệt chú trọng đến giáo dục truyền thống và các kỹ năng, góp phần củng cố nâng cao kiến thức kỹ năng giáo dục nhân cách cho học sinh thông qua các hoạt động tập thể giáo dục toàn diện đức trí thể mỹ cho học sinh. Trong những năm qua, ban giám hiệu nhà trường đã quan tâm chỉ đạo tập thể cán bộ giáo viên học sinh chú trọng đến hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và đã đạt được những thành tích đáng khích lệ, được các cấp các ngành ghi nhận. Để có những thành quả tốt đẹp, đó là sự quan tâm chăm lo của lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp, sự hỗ trợ giúp đỡ của các tổ chức kinh tế, hội cha mẹ học sinh, các ban ngành đoàn thể, các nhà hảo tâm là quá trình cống hiến công sức của bao thế hệ thầy cô giáo và tinh thần hiếu học của các thế hệ học sinh chúng em để ghi nhớ và biết công lao dạy bảo và dìu dắt biết bao thế hệ học sinh. Em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Ngày mai, thiếu gì thành phố 3.
đi tới.